Chào các bạn nhé, hôm nay là mùng 8 Tết này. Vũ Dũng bắt đầu làm việc chữa bệnh khai xuân, vừa xong là châm cứu bỗng nhiệt cho bệnh nhân, bây giờ bắt đầu cắt 60 thang thuốc. Ui 11 rưỡi rồi. Hôm nay Cường đến cắt thuốc được, Cường như này là muộn đây. Ừ, cắt xong đống này là bắt đầu là muộn đây. Với cả hôm nay cũng có mỗi một mình thầy cơ ạ, cho nên là nó cũng lại ấy, người học trò thì đang nghỉ tránh cho nên là chưa lên. Hương Thảo, con chào thầy. Ừ, thầy chào Hương Thảo nhé. Ừ, cái Thảo lên hộ tống hồ giúp thầy đi. Đang một mình thầy đây. Anh Định anh đang nghỉ. Chân tay của em lạnh nhiều đúng không Cường? Chân lạnh lắm đúng không? Cái thận của em nó yếu, cho nên là cái chân tay nó lạnh. Cái bên thận phải của em đau nhiều hơn, yếu hơn đấy. Đấy Cường thấy không? Thầy chỉ cần bắt mạch mới kiểm tra với em và còn đọc. Em chưa nói là thận phải của em bị đúng không? Nhưng mà thầy kiểm tra thầy bảo thận phải thì đúng được kết quả của em ấy luôn. Anh Nguyễn Đắc Định đâu rồi thầy? Kinh quá nhỉ? Kinh quá nhỉ? Quá Thảo nó đọc cả tên anh Nguyễn Đắc Định đầy đủ cả tên anh Nguyễn Đắc Định luôn à? Anh Nguyễn Đắc Định đang ở nhà với người yêu. À, đúng anh tên Nguyễn Đắc Định đâu rồi? Ơi à, luôn đấy, tối ngủ luôn trên cái giường đấy đấy. Ừ, thì là ngày ăn thì ăn ngoài này rộng như này mà năm làm sao được, kê ba giường vào với nhau mà chị Thuyết. Đàn ông thì ngủ ngoài này và phụ nữ thì ngủ trong phòng đấy. Ừ.
Hương Thảo. Anh định mà cũng có người yêu á, con không tin đâu thầy. Ngọc Nguyễn chào thầy năm mới. Thầy chào Ngọc Nguyễn nhá. Chúc Ngọc Nguyễn và gia đình là ở bên Mỹ cũng như ở gia đình ở Việt Nam là sang năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Và sự như ý. Đây thầy đang tranh thủ, bây giờ ở Việt Nam là 11 rưỡi rồi. 11 giờ 35 rồi. Đang tranh thủ bốc mấy thuốc thang thuốc cho bệnh nhân này. Anh định mà cũng có người yêu á, con không tin đâu. Ô, anh định có người yêu nào ngân hàng xinh là khác ấy. Con bé này. À, thấy Hoàn rồi đấy. Hoàn ơi, chiều lên đi. Đầu giờ chiều anh cắt thuốc cho Hoàn. Hôm nay một mình nên là bốc vội không đứng được rồi, phải không ngồi thì phải đứng rồi. Đây này, hôm nay một mình bốc vất lắm. Xong. Ngon quá, nhảy sâm thì thơm quá. Bác Tình ơi, Bác Tình, à Bác Tuyết ơi, nhắn tin cho Tôm đến đón dần được rồi. Gần 12 giờ rồi, một mình bốc rất nhiều thuốc. Anh định chảnh lắm thầy ơi, con gửi lời mời kết bạn Facebook với anh ấy hơn một năm rồi mà anh ấy không chấp nhận để mời kết bạn Facebook với con luôn thầy ạ. Ôi rồi ôi, Tám ơi, năm mới chúc sức khỏe vui bình an để chăm sóc bệnh nhân nha. Cảm ơn Tám nhá, anh định chảnh lắm. Chắc là anh ấy không biết là con gửi lời mời kết bạn thôi, nên làm gì mà chảnh đến mức độ thế. Chảnh một năm rồi không thèm gửi kết bạn lời mời. Thế để thầy về thầy bảo lại anh Định nhá, Thảo nhá, xem nó chảnh thế nào mà
bệnh nhân gửi lời mời kết bạn một năm Facebook rồi chưa chấp nhận. Đôi khi nó trôi qua thì đấy Thảo, con hủy cái cũ đi, xong là con kết bạn cái mới là anh ấy biết. Cái này là phải có người khác cân tỷ lệ cho thầy sẵn đóng riêng cho thầy, bây giờ thầy chỉ việc bóc lên đây này, thì nếu bây giờ mà cân thì lâu lắm. Đây rồi, bóc xong rồi, bóc nên ra bao tiện, bóc thì bóc luôn. Đây để kéo nó cường mấy phút này. Để gừng uống đều vào nhé. Uống đều vào là sẽ khỏi. Uống.